Xin chào các bạn, hôm nay thì Tân đi dân dịch buổi chiều thì Tân phát hiện trên bờ đê này có một cái vàng nhãn lồng chín rất là ngon luôn mọi người. Đây là một trong những cái loại mà trái cây mà dân dã và gắn liền với tuổi thơ của chị em miền Tây quê mình, trong đó có Tân luôn. Giờ Tân sẽ giới thiệu mọi người nha. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đây nè. Ở miền Bắc, miền Trung ta còn gọi là chùm bao. Công dụng của cái lá này thì cái đọt này thì có một số người nghiên cứu học là nó là có thể trị bệnh tim nè, lại tốt sức khỏe, người ta có thể lấy hái cái đọt này để nấu canh hồ luộc ăn rất là ngon. Còn đây là trái chùm bao chín, trái nhãn lồng chín. Cái trái này thì xuất hiện trong bài hát của người miền Tây là chim quyên ăn trái nhãn lồng, ly thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơn các bạn. Nên mọi người đây là bài hát đã xuất hiện, thì cái loại trái cây mà đã xuất hiện trong lời bài hát rất là quen thuộc của người dân miền Tây quê mình. Rồi bây giờ ta sẽ mở cho các bạn xem ha. Thôi bây giờ qua đây, quay qua đây bị cá xé nè. Đó, bây giờ qua đây dụng đâu nhìn cái lồng đây, nhìn cái này nè, quay đây. Đây các bạn xem ha, trái chín ở đây thì chưa có chim quyên nên chim nó không ăn tại nhiều quá, chỗ nào thì bờ đê nào cũng có hết á. Giờ ta sẽ thấy rất là nhiều trái chín này, tân bẻ mọi người xem ha. Đây đây nữa nè, nhiều lắm đây nè. Bây giờ đây, trái này chưa, mấy trái này thì bị chim ăn rồi mọi người. Rồi chim ăn thì nó như thế này nè, nó lủng như thế này rồi đó. Còn mấy trái này là chim chưa ăn quá, nó đỏ đã lắm. Hôm nay đang đi với em Thành nhé. Thành ăn đi. Rồi đâu Thành đọc giỏi trái lòng thử rồi. Đây là bé Thành, hôm nay đi Trung Tân đi chơi và xuất hiện video Trung Tân. Đây rồi, mở ra, mở đường lóc, mở ra con vịt ra, mở luôn, ăn thử trái rồi từ từ. Rồi phía trong thì nó có cái màu như là hột é, mình ngâm nước nó to lên mọi người đó, trong cái hộp đó. Rồi có vị chua chua thanh ăn rất là ngon luôn. Hồi nhỏ thì Tân và mấy anh em trong gia đình và mấy đứa bạn cùng lứa ở xóm á, thì thời gian rảnh sau khi đi học xong thì cũng ra ruộng chơi, và những lúc đi du dịch như thế này thì mình gặp những trái này rất là thích đó, ăn thoải mái luôn á. Nó mặc dù bây giờ lớn, mặc dù lớn rồi nhưng mà Tân vẫn thích ăn những trái này. Để các bạn xem nè. Thôi nha, quay chú cái cảnh này đây, đúng chưa? Rồi để quay nha. Thôi các bạn xem đây, chính là dữ nè. Đó. Chùm. Hôm nay đi chùm. Rồi đây là đàn vịt của tía. Tía Tân Tết này Tân về Tân phụ vịt cùng gia đình. Ở đây là ở Bạc Liêu, người đang quay ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Thấy chưa Thành? Thấy chưa? Đây là cái vàng nhãn lồng trên bờ đây nè mọi người. Bờ vuông như tôm. Đó. Những đoạn thế này thì nấu mì hoặc là mình nấu cái canh luộc ăn rất là ngon. Rồi xong chưa, thu hoạch được nhiêu rồi? Qua đây các mẹ chú cháu anh em mình ăn rồi, ăn quay phim luôn nha. Ngồi đó luôn, quay đẹp được rồi, đúng chưa? Rồi quay đây ngồi, ngồi đây đi, ngồi đây đẹp rồi, xuống rồi. Bây giờ tới con em quay ra trời, quay qua cảnh anh mở ra đâu, lấy nón đổ vô, đổ cái nón đi. Rồi hai anh em hái được nhiêu đây? Đây giấy nhãn lồng mọi người, thơm phức à, có mùi thơm phức à. Rồi tới quay cảnh anh Tân giới thiệu rồi, để cầm tay sát yếu luôn, tại em Thành chưa biết quay nên nhiều khi đụng lên cây giống gung á. Rồi hạ xuống từ từ chậm chậm. Đây mọi người, sau khi thu hoạch thì đây là trái chín nhất nha, cái màu đậu sẫm nhất là ngọt nhất. Thường thường mấy màu, còn mấy màu này giống là chín héo, chín hòm á, nó hơi chua chua. Thì đây sẽ mở cho mọi người xem nha. Đó, cái vỏ nó mỏng lắm, có hạt của nó nha mọi người. Rồi bây giờ ta sẽ thử cho mọi người xem nha, chua chua ngọt ngọt. Quay nha, nó có mùi thơm dịu, làm trái đó rồi. Nó nên những trái càng sẫm. Các bạn có dịp về đây trải nghiệm thấy trái này á, thì mình lựa những trái chín sẫm như thế này, màu vàng đậm á, là nó ngọt lắm. Ngon lắm. Rồi bây giờ tới em Thành thưởng thức.
Rồi, rất là ngon luôn ha. Xong chưa? Rồi, đây là những trái này cũng ăn cũng ngon được nè mọi người. Cái này thì nó... Trái này chim đều ăn được hết. Cái này thì nó... Nó mới giống là trái dừa già. Mà nó chua. Chiến trái này đậm như thế này thì chua. Nè, nó hộp đó luôn. Nó cũng có như thế này mọi người. Nó thì mà nó chua. Mì chua chua. Thôi. Thôi bây giờ cũng dễ nè. Phải chuẩn bị lùi về đây. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video về cái gián lòng của Thành nha. À, ta sẽ cố gắng quay những cái video mà gắn với đồng quê mình đây chia sẻ cùng mọi người nữa. Rồi đây em Thành, chào mọi người đi em. Bye các bạn. Rồi có dịp các bạn về miền Tây trải nghiệm mình Thành nha. Rồi nếu thấy kênh của video có, nếu có thời gian các bạn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Thành mọi người. Bye mọi người. Rồi bạn Trâm ở đây có dịch kìa. Trâm. Trâm. Rồi, đây là dịch.